khi ông nội chỉ cách tán gái. Em ăn cơm chưa? Trông mày tán gái, ông ngứa mắt quá sao ạ? Ông cứ nói thế. Bây giờ tán gái khó lắm chứ phải như ngày xưa đâu. Thôi, mày chim cút đi, để ông thể hiện. Được không đấy ông? Ghi theo tao. Chào em. Anh 25. Ủa? Ông ơi, cháu đã 25 đâu. Mày ngưng trình bày đi, cứ nghe theo ông. Anh 25, nó bảo gì đấy? Ui, anh hơn em 6 tuổi. Nó chê mày già đấy. Ghi câu chốt này. Anh không nói về tuổi. Nó bảo gì đấy? Ui, ông ơi, cô ấy hẹn tối nay đi chơi ạ. Thằng cháu còn non và xanh lắm. Cách tán gái thời xưa. Con trai đang làm gì đấy? Dạ, con đang nhắn tin với crush. Em ăn cơm chưa? Ui giời ơi, bố quá thất vọng về mày. Thế phải nhắn như nào ạ? Thôi, để bố chỉ cho vài đường cơ bản. Dạ vâng ạ. Nhà em có lò sưởi không? Em ấy bảo có này bố. Cho anh sưởi nhờ củ khoai. Có khi để con tự làm cũng được. Ồ, hai bố con đang làm gì đấy? Dạ, không có gì đâu ông. Nó đang nhắn tin với gái đấy bố. Ai trẻ, được quá nhở. Để ông chỉ cho vài đường cơ bản. Ờ, dạ thôi ạ. Đây, đưa đây. Em có thích ăn chuối không? Ông ơi. Hello thằng cháu. Cháu chào ông ạ. Sao chủ nhật đẹp trời thế này mày không đi chơi với người yêu đi? Cháu mà có người yêu thì cháu trẻ đời ông nhé. Thời ông tầm tuổi mày ý, ông còn trẻ nhớ hết tên người yêu cũ. Ông có ông bạn chính hữu, có đứa cháu gái. Thế có muốn ông giới thiệu không? Có xinh không ạ? Con bé ấy trông cũng xinh phết đấy. Ồ, thế thì được quá ông ạ. Mà hai đứa mày cũng hợp tuổi phết đấy. Con bé đấy tuổi mùi thì phải, thìn tị ngọ mùi. Ồ, 2003 ạ, quá hợp luôn đấy chứ. À đâu, con bé đấy sinh năm 2015. Con bố hay con mẹ? Phần phân chia tài sản đã xong. Xin được hỏi là trong hai anh chị ai sẽ là người nhận nuôi cháu Tèo ạ? Sao anh lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy? Thằng Tèo là con trai của tôi. Cái gì? Tôi là người đẻ ra nó. Nó là con trai của tôi. Mong anh chị bình tĩnh. Chúng ta nên đối thoại hòa giải trong hòa bình. Tôi nhắc lại, thằng Tèo là con trai của tôi. Tôi sẽ nhận quyền nuôi nó. Không, tôi đẻ ra nó. Tôi mới là người sẽ nuôi nó. Anh là của riêng em thôi đó, cưng à. Thôi, ông nuôi nó đi. Tôi nhường ông đấy. Không, tôi nhường cho bà đấy. Bà nuôi nó đi. Bé cưng à, em nuôi ăn được không? Bố nuôi hay mẹ nuôi? Chúng tôi xin tuyên bố, cả hai anh chị đều sẽ có quyền nhận nuôi cháu Tèo. Theo đó, thứ hai, thứ tư và thứ sáu, cháu Tèo sẽ đến ở nhà mẹ. Thứ ba, thứ năm và thứ bảy thì cháu sẽ ở nhà bố. Còn chủ nhật thì cháu Tèo sẽ ở với người yêu. Đúng rồi, đàn ông đàn an, ăn mặc nó phải phong trần lãng tử như vậy, hiểu không? Dạ vâng ạ. Mày để nguyên cái bộ râu đấy cho bố. Cấm được cạo đấy. Dạ vâng ạ. Mày thay ngay cái áo đó ra. Xấu bỏ mẹ. Dạ vâng ạ. Mặc cái áo sơ mi này vào cho nó thư sinh. Mà mày cạo luôn cái bộ râu đi. Nhìn ngứa mắt bỏ mẹ. Lần đầu gặp bố người yêu. Cháu chào bác ạ. Chào cậu. Cậu là người yêu cái Linh đấy hả? Dạ vâng. Cháu sang đưa Linh đi chơi ạ. Ừ, cái Linh nó đang thay quần áo. Cậu vào ngồi chờ tí. Dạ vâng ạ. Thời sự hôm nay hay quá bác nhở. Ừ. Thông tin chúng tôi vừa mới cập nhật, một cô gái bị mất tích khi đi chơi với người yêu. Theo đó, đối tượng tình nghi tên là Tèo, tóc trắng, mặc quần áo đen và đeo kính thầy bói. Đối tượng cực kỳ manh động và nguy hiểm. Mong mọi người. Ơ kìa, nó chạy đâu rồi? Bao giờ thời sự tập cuối nhở? Con chào bố ạ. Ơ con rể, ngồi xuống đây làm chén trà nào. Dạ vâng ạ. Con có biết câu chọn bạn mà chơi, chọn vợ mà lấy không? Dạ con biết ạ. Thế con đã từng nghe câu khi yêu ấy thì phải mở to con mắt ra, còn khi đã cưới nhau rồi ấy thì phải nhắm mắt lại. Lúc yêu nhau thì có lúc mắt con mở to, có lúc thì nhắm lại ạ. Thế lúc nào thì mắt mở to? Dạ là lúc con nhìn vào vòng 1 và vòng 3 của cô ấy ạ. Thế khi nào thì nhắm lại? Dạ là khi mới tỉnh dậy, cô ấy chưa kịp trang điểm ạ. Cái thằng này, bố tưởng mày thế nào? Hóa ra cũng giống bố. Ồ, thế hóa ra ngày xưa bố với mẹ cũng không phải mẹ vợ mày, là mẹ mày cơ. Bố nói gì cơ? Ngày xưa mẹ mày là người yêu cũ của bố. Có lẽ nào bố với con là mày nghĩ gì đấy? Nhìn bố đẹp trai phong độ người người thế này, mày thì trông như thằng Weibo ấy. Ơ kìa bố, con đâu phải Weibo, con chỉ bị nghiện anime thôi. Thế thì khác thì nhau. Thôi, mày đi xuống nấu cơm đi. Vâng ạ, bố lên xem nốt bộ anime. Con thưa bố ông cụ. Mất dạy. Sao ạ? Sao lại bố ông cụ? Sao mày lại đặt bố mày trên tao? Vậy thì xin thưa là ông bố cụ được không ạ? Được. Ổn. Vâng ạ. Ổn đấy. Vớ vẩn. Ổn cái gì mà ổn? Thế bây giờ con phải nói thế nào ạ? Mày nói thế nào cũng được, miễn là nghe nó thuận tai mà không bị nghịch nhĩ. Dạ, vậy thì con xin thưa cú ông bộ. Thưa bộ ông cú. À, thưa cụ ông bố ạ. Đấy, được không ạ? Về cơ bản là tôn ti trật tự thế là đồng ý. Vâng. Nhưng mà nghe nó không xuôi tai. Con sắp xếp lại đi con.